xin chào chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền nằm trên trục đường số thuộc khu dân cư Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Chủ tài sản đang có nhu cầu bán, xin giới thiệu với cô chú anh chị. Với diện tích ngang 4 dài 15, công nhận trên sổ là 60m2, kết cấu trệt hai lầu sân thượng, hiện trạng nhà trống bàn giao ngay, hướng chính là hướng nam, sở hữu cá nhân hoàn công đầy đủ giấy tờ để công chứng mua bán. Và hiện tại căn nhà này đang được chủ nhân chào bán là 7,5 tỷ và còn thương lượng trực tiếp với chủ tịch sản.